Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ và các địa phương vừa được công bố. Theo đó, nhiều bộ ngành địa phương đã nỗ lực cải cách để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả được công bố, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ba cơ quan có kết quả cải cách hành chính cao nhất với chỉ số trên 90%. Thấp nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ. Ở địa phương, Hải Phòng lần đầu tiên dẫn đầu cả nước với chỉ số 91,8%. Đứng thứ hai là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế cũng là những địa phương có thành tích cao. Kiên Giang là tỉnh đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Vì chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, thì Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương là những địa phương xếp hạng cao nhất.